Be careful. Hả? Gạo hoặc dầu hoặc mì trứng. Trên xe này này, vâng. Trên này trứng gạo dầu còn này. Mì, mì này, còn trứng nhá. Bây giờ tại vì rất là nhiều người mì. Rồi, qua đây, qua đây. Gạo được rồi, chị bắt được rồi. Dầu đấy, hoặc giấy không phát bố trứng. Gạo với trứng, à, mì với dầu. Mì với trứng. À, mì với trứng. Mì với trứng. Hôm nay lại đi Inter. Thôi rồi ôi, vừa bị một một đoạn gọi là các bạn ấy dồn lén lên để lấy đồ. Just calm, huh? Everyone we have. Don't fight. Sorry. Thank you. Shukran. Wait for a while. Thì trời ơi, họ dồn bên hàng bên kia. Thế là bắt đầu ông ấy cũng thấy nguy hiểm. Thì bây giờ ông ấy mới đồng ý để cho phát tiếp. Khổ tại vì ông là người Pakistan. Ông sợ. Thế còn gọi gì đâu, khổ. Xe của em còn nữa không đúng không? Ờ, xe của em đó. Đâu? Đây này, còn mì, còn gạo ấy này, còn dầu ấy này. À, đây này. Ừ, ở đằng kia. À, sau đây. Đằng sau. Ờ, có... đằng sau còn còn dầu ăn nữa. À, vừa nãy là giải hết đồ điếc để phát đường góc kia rồi, bây giờ thì xong đến lúc mà họ chen lấn. Bỏ lên xe phát. Thật, bỏ lên trên xe đỡ cho đỡ bụi. À, hello cháu Đặng Gia Bảo. Cái này quay ừ, của em sao nó sáng nhỉ, mới rồi của chị nó tối nhỉ, không ấy. À thế hả? Ôi thế thì chị chẳng biết được đâu, chị có nhìn. Ờ. Thank you. Không có rice hả? Thế còn oi? Thế còn oi? Còn dầu ăn không phát hả? Từ từ phát hết đợt này xong nữa không có phát. Gạo dầu nha. No more. Này lấy rồi nè. Tại vì không sợ không đủ đúng không? Sợ không đủ thì nhiều người có. Vâng, hello Huyền Huyền. À, đây thì mọi người xếp hàng đông quá, thế nên là đầu tiên là dự trù của cái nhà tài trợ này là người Pakistan. Thì ông ấy đầu tư cho một, ông ấy là muốn hỗ trợ 150 suất thôi. Thế nhưng mà bây giờ đến lúc đến kem thì nhiều quá luôn. Thế là bây giờ là phải chia nhỏ ra, không chia. Ông ấy thì muốn là cho mỗi người một cái suất này đấy cho nó tươm tất. Thì phát được chỉ 150 người, nhưng sau đấy là đến kem thì nó dồn quá, nó đông kinh khủng luôn. Thế là bây giờ lại phải chia nhỏ ra. Thế là bây giờ là chia mì với trứng thôi, còn gạo với dầu ăn. Thì mọi người mừng mà. Giờ anh đang hỏi không cho thêm kìa. Thế nào? Đang hỏi là không cho thêm gạo, trứng, dầu. Cứ như vậy thôi, hỏi cứ như vậy thôi. Nhưng mà tại vì đông quá. Đấy là chị đã bảo em mà. Đó em đâu có muốn nghĩ là đông cái mức mà xô bồ mà nó xong xong rồi nó lấy đâu. Chị đã bảo em là nếu mà có phát ở kem thì mấy trăm suất luôn chứ không có 100 suất. À, nếu có 100 suất thì không biết đi khu nào mà khu này là ít nhất em ạ. Khu này là họ còn ở giải rác đây này. Em có like xin không? Có nhiều không? Chị cũng không thấy. Thì thế là mọi người bắt đầu bây giờ lại phải chia nhỏ lại. Là dầu ăn, trứng với lại trời mì tôm. Thế thôi. Chứ không có nhiều. Hello Nana. Hello chị Thảo Lê. Đây mọi người vẫn đang đi phát cuối tuần đây. Hôm nay là có một gia đình tài trợ toàn bộ những cái phần ăn này đây. Ông này tài trợ đây. Đấy, ông bảo lên đây. Whoever got go hả? Đấy lần sau mua hết cái chai dầu nhỏ thôi chị nhờ. Trời ơi, đấy thành như kiểu tự nhiên thành ấy quá. Người có, người không. Nana ơi, cũng không hẳn là cuối tuần nào cũng vậy. Mà tức là tùy, nếu mà còn nhà tài trợ có người muốn ủng hộ thì vẫn sẽ đi. Thì tuần này á, là có một cặp vợ chồng người Pakistan. Bạn thì người Việt Nam nhưng lấy chồng người Pakistan. Thì là ủng hộ 4.000 dirham để cho 150 suất. Thì là cứ hỏi chị xem là cái chỗ nào khoảng 150 thôi. Thank you. Nhưng mà đấy, chị đã bảo 150 rất chi là khó. Tại vì kem thì chỗ nào cũng đông. Mà có người ít người không. Thế vừa nãy thì á, trời ơi các bạn mới đầu được lấy nhiều gạo, mì, trứng rồi là
dầu ăn, thế nên ai cũng thích. Bắt đầu họ chen lấn, họ chen lấn áp luôn. Thế là cuối cùng họ chen nhiều quá, thế là phải đóng xe lại. Phải đóng xe lại không ấy được, không phát được nữa. Sorry. Đấy, thế bây giờ thì đấy, bây giờ là phải chia bao gạo nữa rồi chứ không đủ hết rồi, còn hàng dài quá thế này chị ơi. Hello chị Permian Farm. Đây, để em dừng cái máy này. Đây, đang đi phát gạo, phát đồ cuối tuần đây. Và hết rồi đấy. Ô, hàng dài quá mà bây giờ là không còn để phát nữa rồi, hết rồi. Em ơi, mọi người phát tâm thì chị mới còn để có duyên để phát, chứ còn không thì cũng hết rồi. Khổ đấy, đây này. Họ đứng rõ ràng cũng nắng mà xếp hàng để lấy. Nhưng mà hết. So sorry. Finish. nhìn là ông ấy sợ người, ông ấy sợ vợ ông ấy bị ấy sao. Thank you, sorry, finish.